Rồi, chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Máy Cày Tây Nguyên nhé. Đây bên em lên cho các bác một con TA527 này. Con này là xe dân dùng nhưng mà xài ít đấy, xài siêu lướt thì kiểu ô tô người ta gọi siêu lướt đấy. Máy móc số má mọi thứ còn ri nhất, 4 con lốp mới tinh, còn đẹp hết. Đấy. Máy này máy chưa rửa mà còn vàng ké ốc này. Còn nguyên zin hết nha các bác. Không khác gì xe bãi luôn á. Bãi 10 điểm thì con này phải được 8-9 điểm. Đấy, mặt đà rin vẫn còn nguyên luôn này. Cặp lốp trước 8320 vẫn còn mới này. Cầu vớt viếc được còn cô ra hết nhá. Lốp còn râu ria luôn. Để em quay qua một vòng nữa sẽ quay chi tiết máy móc cho con 527 zin. Lốp râu vẫn còn nguyên này. Gai cực kỳ cao nhá. Bác nào đi keo móc hay làm ruồng gì cũng chạy thoải mái. Đây con này nó có luôn cả cái ti ép cày này. Cái ti này là ti hỗ trợ thêm nâng sách cái tay rùa này. Ti rin của nó chứ không phải là đồ đâu nhá. Con này chưa keo móc này. Bề vẫn xài bề rin luôn. Đèn vẫn chưa có vỡ cái nào hết này. Mâm lốp sơn rin còn đẹp lắm. Yên vẫn xài yên rin nhá. Dòng này thì số cơ nhưng mà bẹt điền nhá. Đời cao thì đa số con nào nó cũng xài bẹt điền hết á. Máy này thì bóc bóc. Máy này thì khỏi phải bàn luôn. TA527 nha. Rồi em quay sơ qua thôi. Bác nào nhu cầu tìm chỉ thì alo cho em. Xem xe tại huyện Đắc Hà tỉnh Kon Tum nhá. Con này giá nó xe nó cực đẹp như xe bãi nên giá nó cũng hơi rát đấy các bác nhá. Nhưng mà so với mua xe bãi thì nó cũng đỡ hơn được rất nhiều. Nhưng mà xe thì nó rin hết. Rồi chào các bác nhá. Bác nào nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau.